Hello, chào các bác. Hôm nay thì anh Duy đi lắp một cái bộ phòng thờ siêu mini siêu nhỏ cho một anh khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhà anh thì ở tít trong hẻm, bọn em đi xe chở hàng tới là phải dừng xe phải ở ngoài hẻm. Xong là vác bộ đồ thờ, máy móc vào sau bên trong thì mới tới nhà của anh. Đây là nhà anh các bạn này. Đấy, nhà anh khá là bé, anh có nhu cầu là làm cái bộ phòng thờ cho trang trọng hơn ở ngay phòng khách luôn. Bàn thờ trước đây của nhà anh á, là cái kệ thờ treo ở bên trái đấy, các bác có thể thấy thì nó không được trang nghiêm. Anh muốn làm cái bộ phòng thờ mới trang trọng hơn thì em Duy mới tư vấn anh là làm cái mẫu bộ phòng thờ 3 trong 1 này. Cái bộ này là bàn Phật, bàn gia tiên và bàn ông địa là chung một khu. Phòng thờ chung phòng khách thì các bác nên là làm vách ngăn khép kín này nhé. Vách ngăn thì thứ nhất là giúp cho phòng khách khép kín riêng tư và ấm cúng hơn. Thứ hai là vách giúp bàn thờ tránh các cái tác động do sinh hoạt tại phòng khách. Vì khi sinh hoạt có nhiều người đi lại, nhất là trẻ con đi lại bám víu thì khi có vách ngăn thì nó sẽ ngăn cách không làm động bàn thờ. Các bác gia chủ nào mà nhà mình nhỏ, mình muốn làm cái phòng thờ đơn giản, tối ưu diện tích, kết hợp cùng phòng khách luôn thì có thể làm những cái mẫu mẫu như này. Đấy, ở trên cùng thì mình thờ Phật kích thước 41 61. Đấy, em Duy có trang trí một cái ốp hoa sen cho nhẹ nhàng thanh thoát. Còn bên dưới thì bàn thờ đứng để thờ gia tiên kích thước là 41 nhân 61, cao là 107. Dưới cùng sẽ là một cái bàn thờ thần tài ông địa. Bộ vách này thì cũng chỉ cao có 250 cm và ngang là 69 cm. Bộ phòng thờ dành cho nhà mini, nhà bé hoặc là chung cư chật hẹp nha các bác. 3 trong 1 vô cùng đơn giản, trang trọng mà tiết kiệm diện tích mà lại còn tiết kiệm chi phí nữa. Tất cả kích thước là em Duy đều đóng theo cung phong thủy. Các bác mà có nhu cầu tư vấn phòng thờ, thiết kế và thi công phòng thờ cứ liên hệ em Duy số điện thoại Zalo 0386 149 178, website bàn thờ duytân.com. Cảm ơn các bác.